Xin chào các bạn, bữa nay mình đi làm qua thấy có mấy cây dâu tầm ăn đẹp quá các bạn. Mình quay cho các bạn tìm hiểu nha. Đây, cây thứ nhất. Quá trời, cây này bự dữ, trái ra hết hồn luôn. Quá trời, cái cây này đã chín đỏ đều cây luôn. Cây thứ hai cũng ra bông y như cây thứ nhất luôn. Cây này là nó mới có trái nhỏ chưa có chín, cây nãy là trái chín luôn. Sao mà không dắt lại mua hạnh người ta vậy, mình dắt đi đâu vậy? Để cũng hoàn chỉnh luôn các bạn. Mày giới thiệu hạnh đồ giùm tao rồi bán. Lũa này là trái thẹo rồi. Ủa hủ tiếu đâu, hủ đi chị ơi. Hủ tiếu bánh phồng sao bé? Nghiên quan đi đại đi, không sao đâu. Anh ở đâu Lũng? Dạ anh Cao Lãnh hả chị? Giờ nó đi rồi. 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 Giờ nó đi rồi.